Đây là cái đuôi sới chế của con K700 rồi con. Quá nhiều lưỡi luôn. Tưởng này nhiêu lưỡi bun? Nhiêu lưỡi? Hai mấy lưỡi nữa hả? 8 10 12 4 6 8 20 2 24 26 28 30 30 mấy lưỡi trời. 32 34 36 38 lưỡi. Đuôi này 38 lưỡi à, của K700 rồi con. Ghê không? Chế thành 38 lưỡi. K700. Này đuôi chế của K700 38 lưỡi. Cũng đẹp á. 38 lưỡi. Sới là Vivu luôn. Đây hồi cho bà con coi cái đuôi IC chế lại nè. Cũng ba mấy lưỡi đó con ơi, xin bìa luôn. Đây. Ba mấy lưỡi luôn, 38 lưỡi. Ghê. Ba mươi tám lưỡi đuôi C 67 đều có nha anh con, xin bìa giữa em có chưa, 9 có luôn con. Xe này đang xe 8 nè, đây xe 7 8 là 190 K8 bìa K8 hay gọi E8, con đàn đẹp lắm con ơi, đủ đồ luôn, về là xài thôi, quá đẹp, quá đẹp. C6 quá là đẹp quá rồi con ơi, quá 90 luôn nè con, là có nhu cầu alo nha, quá đẹp luôn. Khá đẹp. Đây xe 80 90 nha bà con. Số 14 nè, chỉ chẹt cái vỏ là ok luôn nè. Lại khẩm là ủi không đứng máy, không sững máy luôn nè. Rất là lực, máy còn khá đẹp. K8 K8 M85 T61 xin bìa. M85 T61 xin bìa luôn. K11 G65-2 7 đèn nha bà con. Khá đẹp nè, dành cho anh em nào chạy xe tôm được nè, hay là ai lớn tuổi không quay được nè, bấm đè chạy luôn.